Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta tạo một cái chiến dịch quảng cáo mua sắm sản phẩm nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái đường link sellervn.tiktok.com nhé. Thì sau khi các bạn truy cập vào đường link này rồi, các bạn sẽ bấm cho mình vào phần tạo quảng cáo mua sắm sản phẩm. Thì ở đây sẽ có hai mục, một là phần tất cả các sản phẩm, có nghĩa là bạn sẽ chọn cho mình tất cả các sản phẩm ở đây, hoặc là hai thì các bạn muốn chọn một cái sản phẩm cụ thể nào đó. Thì đây mình sẽ chọn phần cụ thể sản phẩm này, sau đó mình sẽ bấm vào thêm sản phẩm. Rồi thì ở đây bên tay phải của bạn thì nó có những cái sản phẩm mà ở đây thì các bạn có thể tích chọn tất cả, hoặc là chúng ta chọn một cái sản phẩm bất kỳ. Ví dụ đây mình đã chọn cái sản phẩm này. Rồi, sau khi chọn được cái sản phẩm ưng ý thì bạn sẽ bấm cho mình vào phần xác nhận. Rồi, tiếp theo đến phần chiến lược giá thầu thì các bạn sẽ chọn cho mình cái tăng tối đa GMV mua hàng. Đây. Tiếp theo ở phần ngân sách thì các bạn sẽ chọn cho mình ngân sách. Ví dụ mình để ở mức 200.000 một ngày. Rồi. Thì ở đây sẽ có hai phần chọn, thì mình khuyến khích các bạn sẽ chọn cho mình vào phần ngân sách hàng ngày nhé. Tiếp theo thì là phần chọn thời gian. Thì ở đây mình có thể chọn thời gian chạy luôn hoặc là lên lịch cái thời gian chạy. Rồi sau khi mà bạn đã chọn tất cả tùy chỉnh là ok rồi thì bạn sẽ nhìn vào đây. Thì ở đây nó có sẽ có phần là hiển thị cái ảnh mẫu của bạn ở đây này. Khi mà người dùng tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra đây. Và các bạn sẽ bấm phát hành là được. Thì đó là cách mà để các bạn quảng bá cái sản phẩm của mình trên cái thanh công cụ search của TikTok Shop. Rồi, nếu như bạn nào có cái câu hỏi thắc mắc về cái cách chạy quảng cáo TikTok Shop cũng như là chạy quảng cáo tìm kiếm ở trên TikTok Shop thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới nhé. Rồi, mình chúc các bạn thành công.